các cháu đều được mang vô chùa để ở băng đá hay ở trên chánh điện hay vậy đó. Nói ở lụm được ở ngoài chợ, đi vừa đi chợ rồi gặp vậy đó, rồi ổng đưa đây cho chùa. Dạ. Đó đến chùa là được đặt ở trên chánh điện. Đặt ở trên chánh điện hả cô hả? Ừ. Ôi trời ơi. Mấy cháu nhỏ thấy hỏi sao cô bỏ cháu đây nơi. Không, bạn nào cũng có này con nè. Cảm ơn bạn Hằng rất là nhiều đã hỗ trợ những cái phần nhu yếu phẩm cho nhà chùa cũng như là những phần sữa cho các bé. Chùa không những là nơi sinh hoạt tôn giáo, là nơi cho các sư cô, các sư thầy tu tập. Sau lưng Bùi Hồ đây là chùa Bổ Nghiêm, một ngôi chùa ngay tại huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Đây không chỉ là nơi tu tập của các sư cô mà còn là nơi nương tựa, là mái nhà chung của các bé mồ côi không cha không mẹ. Hiện tại thì có hơn 33 bé. Mỗi đứa trẻ ở đây thì có mặt ở chùa này với một cái cách khác nhau. Có bé thì được nhặt ở ngoài đường, có bé thì nhặt được từ những cái trước cổng chùa. Mẹ của các bé sinh ra không có khả năng nuôi dưỡng thì để ở đây. Và bao nhiêu năm qua thì các cô ở đây vừa làm mẹ nuôi dưỡng cho các bé nên người. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ đến đây đã chia sẻ hình ảnh hơn 33 đứa trẻ mồ côi đang có mặt tại chùa Bổ Nghiêm ngay tại huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Mời cô bác cũng chị cùng vô đây ha. Vào một buổi chiều như thế này thì Bùi Hồ có trao đổi với sư cô rằng cô nói là hiện nay các bé đang đi tu khóa học mùa hè nên là nữ hiện nay cũng còn khá là ít bé. Tuổi của các bé thì khác nhau, có bé thì mới vừa tròn một tháng, có bé thì năm nay cũng đã học hết lớp 9 rồi. Đây các bé đang vui đùa nè. Đây. Đây là một ngôi nhà chung của các bé nè cô bác anh chị. Dạ, Môn Phật con chào cô. Dạ, cô ơi con được biết chùa mình á hiện nay là đang nuôi các trẻ mồ côi hả cô ha? Dạ. Hiện nay thì chùa mình đang nuôi dưỡng bao nhiêu bé nè cô ha? Dạ, hiện tại thì ở mái ấm tuổi thơ chùa Bổ Nghiêm đang nuôi dưỡng 33 cháu. Dạ, bé lớn nhất là bao nhiêu tuổi, còn bé nhỏ nhất thì sao cô? Bé lớn nhất là giờ là cháu học được lớp 9. Dạ. Còn trò nhỏ nhất thì cháu mới được có 1 tháng mấy tuổi. Dạ. Con nghe nói là các bé ở đây đến với ngôi chùa với lại mái ấm tuổi thơ này, mỗi bé thì đến với một cái cách khác nhau hả cô hả? Dạ đúng rồi. Mỗi cháu đến nói chung thì các cháu đều được mang vô chùa để ở băng đá hay ở trên chánh điện hay vậy đó. Để ở băng đá hả cô hả? Cũng có số để có mấy cháu để băng đá, có đứa để ở chánh điện, ở trên chánh điện hoặc là ở hiên chùa vậy đó. À con còn nghe nói là có bé thì được người lạ nhặt ở ngoài đường hả cô hả? Dạ. Yeah. Có người nói ở lụm được ở ngoài chợ, đi vừa đi chợ rồi gặp vậy đó, gặp ổng đưa đây cho chùa. Dạ. Việc nuôi các bé như vậy thì có khó khăn gì lắm không cô? Dạ khó chứ. Cũng như thì mình ở nhà một hai đứa con là mình đã thấy khó khăn rồi. Dạ. Cũng khi ở chùa mà nuôi dưỡng nhiều cháu như vậy thì rất cần sự giúp đỡ yêu thương của nhiều người mới có thể trang trải để mà nuôi dưỡng cho các cháu được. Hiện nay thì chùa mình là có bao nhiêu hết luôn là bao nhiêu sư cô để mà phụ nuôi các bé không? Dạ có 6 sư cô và 7 cô Phật Lâm bảo mẫu Phật tử phụ nuôi. Cô phải vừa phải tu vừa phải nuôi dưỡng của các bé thì việc mà các bé còn nhỏ tuổi nè rồi sữa rồi thức đêm thức khuya bệnh hoạn thì như thế nào hả cô ha? Thì quý sư cô cùng với mấy bảo cô bảo mẫu thức chăm. Dạ thức chăm. Lúc đầu thì nhận các bé vô thì khó khăn dữ lắm không cô? Dạ khó khăn tại vì mình chưa có kinh nghiệm, mình cũng không có nhiều người đã biết để sẽ đến để cùng chia sẻ với sư cô thì nó cũng hơi rất là khó rồi, rất là lo lắng không biết như thế nào. Nhưng mà qua thời gian thì các cháu rồi thì có những người các cô chú ở gần chùa các quan tâm rồi đến để chia sẻ giúp đỡ. Ở đây là có bao nhiêu bé trai bao nhiêu bé gái hả cô ha? Hiện tại là có 22 cháu bé trai và 11 cháu gái. 11 cháu gái. Bé lớn nhất thì học lớp 9 rồi. Cô nói không những là ở chùa tu học mà các bé còn phải đi học con chữ ở trường nữa. Vậy thì đầu năm vô học thì việc học cái con chữ ở trường thì tiền đâu để mà mình trang trải cho các bé hả cô? Thì cái đó đều là nhờ
các nhà hảo tâm. Bên cạnh đó thì quý sư cô cũng đi trồng rau và nhận nấu ăn chay để có kinh phí để nuôi các con. Dạ, đây nè, một bạn này rất là nhỏ, rất là dễ thương. Bạn này là bao nhiêu tuổi cô? Dạ, cháu cũng 20 tháng nè. 20 tháng, bạn tên gì cô? Phúc Thiện. Phúc Thiện, các bé là do sư cô đặt tên hết. Dạ đúng ạ. À, tên rất là dễ thương ha. Dạ. Bạn Phúc Thiện này đến chùa như thế nào thưa cô ha? Cô còn nhớ không? Bé đến chùa là được đặt ở trên chánh điện. Đặt ở trên chánh điện hả cô hả? Dạ. Ôi trời ơi. Mấy cháu nhỏ thấy hỏi sao cô bỏ cháu đây nơi cô nuôi không nổi nên cho cháu hay chùa nuôi. À, bạn nhỏ xíu ở trong kia mới vừa tròn 1 tháng tuổi nghe nói đâu là bỏ nguyên trước cổng chùa hả cô hả? Dạ. À, lúc đó là nhặt được trước cổng chùa là lúc ban ngày hay buổi tối cô? Buổi trưa lúc mình chùa nghỉ ngơi á. Dạ. Lúc chùa nghỉ ngơi chỉ tịnh á là ở chùa cái vắng. Dạ. Đi vô phòng nghỉ, cô này cô đem vô cái để. Rồi cô phát hiện. Dạ không, mấy cháu nhỏ. Mấy cháu nhỏ kêu cô hả? Dạ. Đa phần các bé ở đây đều ăn chay cùng với sư phụ của mình hết hả cô? Dạ, ở chùa thì mấy bé ăn chay, còn mấy bé đi học ở ngoài trường thì ăn mặn. Dạ, việc ăn chay của các bé thì nó có đủ chất cho các bé sinh hoạt phát triển bình thường không? Dạ. Bảo đảm đủ dưỡng chất. Thường là mấy giờ buổi chiều nay mấy giờ các bé mới ăn cơm? 5 giờ. Dạ, 5 giờ cô bác cái gì? May mắn cho số phận của các bé là từ nhỏ được lớn lên nuôi dưỡng ở trong một cái ngôi chùa mái ấm tuổi thơ như thế này, được sự bảo bọc của sư cô á, thì các bé nó rất là ngoan luôn. Đối với các bé đây là một cái ngôi nhà chung, là nơi cho các bé lớn lên một cách an toàn và hạnh phúc. Ở gia đình của mình thôi á, chăm sóc 1-2 đứa con thôi á là một điều gì đó rất là khó khăn rồi. Tuy nhiên đó chỉ có 6 cô và thêm các cô là những người phụ nấu ăn á, là 7 cô. Hai phiên nhau nhận vừa làm mẹ nè, vừa làm ba để chăm sóc. Và được sống ở trong chùa thì sẽ có được những cái tâm thiện lành. Thôi thì bây giờ thì Bùi Hồ cũng đến chùa này hữu duyên được biết đến chùa mà không những là nơi tu tập của các sư cô mà còn là nơi nuôi dưỡng, là mái ấm chung của các bé của tuổi thơ. Thì Hồ cũng thắp một nén hương ha. Cái nồi này có một bạn nè, bạn này chắc một tuổi hả cô? Dạ. Hai mấy tháng hả? Đây là trong cái không gian bếp á, chiều nay các cô cũng lên chuẩn bị buổi chiều cho các bé. Tuy nhiên á là các bé tắm ở trong cái bể bơi rồi nên ăn muộn tí xíu. Bạn này là tên gì ha cô? Phúc Điền. Bạn Phúc Điền. Bạn này là đến với chùa mình trong cái hoàn cảnh nào? Bạn này bị bỏ ngoài đường hả? Dạ, bỏ ngoài đường. Ồ, dạ. Người ta chạy xe, ta gặp trời ơi. Mới có hôm, mới có được có mấy tiếng à, khoảng 3-4 tiếng à. Ờ, là bạn này đây. Dạ, bạn này. Dạ, còn bạn này sao ha? Bạn này cũng bỏ nhưng mà đều nó cũng được lớn lớn. Ừ. Lúc đó thì bạn này được mấy ký rồi con? Dạ, mới đem vô chắc khoảng 3 ký. 3 ký ha. Người ta bỏ ngoài đường luôn. Dạ, bỏ ngoài đường luôn. Trời. Mà không phát hiện thì không biết sao luôn. Dạ, nếu mà không phát hiện thì chắc cũng không được tốt. Được sanh ra bất hạnh nhưng mà các bé ở đây được các cô nuôi dưỡng là nữ là cái cũng là một cái phần phước lớn. Tu cũng phải nhiều kiếp lắm thì mới được có mặt ở trong cái ngôi chùa của các cô này nè. Các bạn này thì còn nằm ở trong nôi, còn một bạn kia nhỏ xíu còn nằm trong cái xe dạ, nữa. Là bạn nằm trong chiếc xe đó là sao? Cô? Dạ cũng bị bỏ, cũng mới sanh ra đó, cũng bỏ trong chùa mình thôi như đó. À, dạ. Vậy thì phần lớn các bé ở đây cô bác anh chị là bị ba mẹ bỏ ngoài trước cổng chùa vì biết ngôi chùa có nhận giữ các nuôi các bé. Thứ hai á là các bé đến với ngôi chùa này là bị bỏ ngoài đường. Rồi người dân người ta thấy được người ta mới ẩm đem vô chùa đúng không dạ, cô? Dạ dạ. Dạ. Rồi. Đó. Dạ con chào ngoại. Ngoại đang làm trà tắc cho các bé hả? Ừ. Làm trà tắc. Trà tắc hả ngoại? À. Ngày nào mình cũng làm cho các bé uống hả? Không có, chị nào có chín vậy này mới có làm, còn xanh thì không có làm. Cái này là người ta cúng dường hay sao ngoại? Dạ cũng trước khi cúng dường đó, ta đem tới ta cho á. Dạ rồi mình làm cho các bé. Dạ. Ngoại làm công quả ở chùa lâu chưa? Lâu rồi. Làm thấy vui không mày?
vui. Có mấy bé vui đó. Con mấy bé vui hả ngoại ha? Dạ. Dạ. Ở ngoại ngày nào cũng đi đến đây hả rồi chiều về? Có ở luôn. Ngoại ở trong chùa này luôn. Ngoại năm nay là bao nhiêu rồi? Dạ 82. Ngoại có con cháu gì không? Có. Có hả? Dạ. Đều lớn tuổi rồi về chùa mấy con nuôi. Dạ. Ngoại về chùa cho các sống với các cô luôn. Dạ. Rồi tối mình niệm Phật ở chùa rồi luôn. Dạ. Dạ. Ở ngoài ngoài làm này để vô đây rồi sau đó làm mới ngâm. Ngâm muối hai bữa rồi mới là móc cái ruột này ra. Dạ. Rồi sắc nhuyễn bỏ vô ngâm ngày nữa. Dạ. Không cho nó đừng có the. Có các bé ngoại thấy vui không? Vui. Nhưng mà các bé đến với những cái hoàn cảnh khác nhau ngoại thấy sót không ạ? Thấy cũng buồn lắm. Buồn sao ngoại hả? Thì tội nghiệp các bé đó. Dạ. Có cha có mẹ mà không nuôi. Dạ. Rồi bỏ các bé. Dạ. Có bé nào mà ngoại ấn tượng nhất không? Có đứa nào cũng như vậy hả? Dễ, dễ thương. Thì ngoại muốn khóc hay gì ạ? Thấy tội nghiệp. Có đứa nào mà nó đặc biệt ấn tượng đối với ngoại không? Có chứ. Nhiều đứa cũng dễ thương, nó cũng mến mình lắm. Dạ. Ngoại tâm sự với Bùi Hồ mà ngoại không cầm được nước mắt luôn rồi. Vì ngoại nói là các bé đến với chùa nó sinh ra không có cha có mẹ vậy á. Rồi bỏ ở đây là các cô nuôi, nếu như mà không có vòng tay của các cô, không có mái cái mái ấm tuổi thơ như thế này á, thì không biết thì số phận của các bé hay sao hả ngoại ha? Dạ. Dạ. Ngoại nói mà ngoại rưng rưng nước mắt luôn rồi vậy kìa. Không có gì bằng cái tình thương của ngoại ha. Dạ. Nó nhỏ nó cũng đâu có biết gì. Dạ. Nếu như mà không được đem vô chùa chắc con không biết nghĩ số phận các bé hay sao luôn. Dạ. Ngoại ở trong 33 trẻ thì ngoại thương bé nào nhất? Thấy đứa nào cũng dễ thương á. Nhưng mà thương nhất 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 số 1 luôn á. Thấy đứa nào cũng vậy à, nó lì nhưng mà rồi nó cũng dễ thương à. Ngoại vừa nói ngoại vừa làm mà nước mắt như cô ngoại vừa lưng trầm luôn. Thôi thì bao nhiêu đó để cô bác với anh chị hiểu thêm về các đứa trẻ mồ côi ngay tại chùa Bửu Nghiêm thuộc huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp. Và ngày mai này thì Bùi Hồ cũng sẽ quay trở lại để thay mặt cho bạn hàng ở Mỹ hỗ trợ những cái phần quà cho các bé, cũng như là cho cô có thể là phụ cho các cô nuôi dưỡng cho các bé được nên người. Thứ nhất là cái phần học là sách vở không có, là cặp không có nữa nè. Đó, rồi đủ thứ tiền hết trơn hơn ngoài ha. Dạ, nên đủ thứ tiền hết. Dạ, nên là nữ là đó là những cái chi phí mà mình phải hỗ trợ được phần nào thì hay phần đó. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ ghé ngay tại chợ Nha Măng á, thì ghé mua được 200 kg gạo để gửi cho chùa. Mỗi một ký gạo là 18.000 đồng. Gạo này là gạo thơm lài nha cô bác anh chị. 200 kg là 3.600.000 đồng để gửi cho chùa Bửu Nghiêm. Đây là ngôi chùa mà nuôi những cái đứa trẻ mồ côi á, với những cái hoàn cảnh khác nhau có mặt tại chùa. Đây em gửi anh. Đây, anh đếm lại giùm em với. Đây là phần quà của bạn Hằng ở Mỹ để gửi cho chùa. Thì ngoài cái gạo thì còn có nhu yếu phẩm và sữa cho các bé nữa. Ở đây thì Bùi Hồ sẽ mua hai loại mì, mì chay và mì mặn. Đủ không anh? Rồi cảm ơn anh nhiều ha. Mì chay thì gửi để cho các cô dùng. Và mì mặn thì để cho các bé nhỏ nhỏ. Tại vì cô nói khi mà không có ở chùa thì các bé ngoài đi học cũng có thể ăn mặn được. Nên là để mì mặn cho các bé thưởng thức luôn ha. Mua một lần 5 thùng mì chay và 10 thùng mì mặn đi, tí xíu nữa thì Bùi Hồ sẽ đóng cơi lại cho cô bác anh chị biết luôn. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng xin thay mặt cho chùa cũng như là các bạn trẻ đây cảm ơn bạn Hằng ở Mỹ đã hỗ trợ, đồng hành với Bùi Hồ để hỗ trợ cho những cái hoàn cảnh khó khăn nói chung và cho chùa Bửu Nghiêm nói riêng. Ở đây có 5 thùng mì chay và 10 thùng mì mặn. Để mình kiểm lại coi đủ chưa anh ha. Sữa bò hai thùng. Đây là sữa bò đúng không? Đúng rồi. Sữa bò Vinamilk. Sữa Milo 2 thùng. 2 thùng Milo. Sữa Cool 1 thùng. Sữa Cool là sữa trái cây nè. Su Su 1 thùng. Su Su đâu? Đây. Dầu 1 thùng. Dầu cải lăng 1 thùng loại lít. Rồi nước tương 2 lốc. Mì Hảo Hảo 10 thùng.
kẹo 2 bịch mì 3 miền là 5 thùng mì 3 miền chai cô bác anh chị. Đó. Tổng cái hóa đơn là ở đây là 3.943.000 đồng. Thì lúc nãy thì Bùi Hồ có gửi cho anh là hết là 2 triệu đồng tiền cọc để anh trở lại. Rồi còn đây là 1.950.000 đồng. Em đếm lại giùm em. Rồi rồi. Rồi, gửi vô 10.000. Dạ. Rồi cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe ha. Rồi, rồi. Cảm ơn anh đã hỗ trợ. Rồi, dạ. Cảm ơn Bùi Hồ nha. Dạ dạ. Kênh YouTube thì cũng có hay xem đó nha. Dạ cảm ơn anh. Thôi thì bây giờ cũng cảm ơn bạn hàng ở Mỹ đã đồng hành với Bùi Hồ để mà hỗ trợ những cái phần nhu yếu phẩm để phụ các cô chăm các bé lớn lên ngay tại ngôi chùa Bửu Nghiêm này. Thì tí xíu nữa đây thì các bé sẽ ra cho các bé uống sữa vào buổi trưa, tại vì các bé mới vừa ăn cơm xong mà cô bác anh chị. Sở dĩ thì Bùi Hồ không có mua gạo nhiều á, nếu như có quay lại lần nữa thì sẽ mua thêm, vì gạo để thời gian lâu á thì nó sẽ bị mốc nên là nữ không có mua nhiều được. Ngoài mì thì bao nhiêu đây cũng đủ rồi đúng không? Một thùng mì này là bao nhiêu gói anh? Thùng là 30 gói. 30 gói, 10 thùng là tới 300 gói rồi cô bác anh chị. 300 gói này là 5 nữa là 450 gói, ăn phải rất là nhiều. Thôi thì bây giờ mời các bé ra, rồi mình sẽ bàn giao phần này cho chùa, cũng như là cho cô, cũng như là mời các bé uống sữa vào buổi trưa. Cái này là các bạn là uống bữa khác, còn bây giờ mình mới vừa ăn cơm xong, hiểu không? Bạn nào cũng có nè con nè. Chưa con, con. Trời ơi trời. Nè. Ê từ. Nè. Ơi con ơi. Khoan đứng từ nè con. Đây, cảm ơn chú. Rồi. Rồi các bạn uống đi. Đây nè. Đây bạn này. Nè nè con. Nè. Cái gì? Ơi, cho con khổ luôn. Rồi chú cho. Đây, bạn này đây. Con khổ chú ơi. Đây nè con. Con uống sữa này trước đi. Nè, các bạn cho các bạn giống nhau trước đi nha. Rồi còn bạn nào nữa đâu? Đây. Bạn nào nữa đâu? Nè bạn ở cô ẩm trên tay nữa nè. Dạ. Bạn nào nữa? Con này nó bệnh. Còn bạn nào nữa không? Đây. Con mốt hả vậy? Có rồi mà. Con chưa có mốt hả? Quay bạn này nè. Rồi con uống đi, đứng đây uống đi. Đưa bỏ cái bọc đây cho chú. Nè uống găm vô. Bầu trả khỏe cho ngon đi. Hả? Ở đây là tổng cộng là 33 bạn. Tuy nhiên các bạn đi học cái khóa tu học mùa hè. Rồi còn lại chỉ còn mười mấy bạn thôi. Thưa với cô là hôm nay là con đến đây thay mặt cho bạn Hằng ở Mỹ. Thì gửi cho mình những cái nhu yếu phẩm. Ở đây các bé thì cũng có ăn, con nghe nói các bé ra ngoài cũng có ăn nặng nữa. Nên mua phần mì Hảo Hảo này cho các bé. Rồi phần này là để dành cho các cô tại chùa, và phần sữa này gửi cho các bé, phụ với các cô gửi cho các bé. Với lại bên đây gạo cô. Lúc nãy thì Bùi Hồ có trao đổi với lại cô á, là ở đây thì có tổng cộng là rất là nhiều bạn, có những bạn là học rồi lại chùa ăn luôn. Nên vừa rồi thì Bùi Hồ chỉ mới mua 200kg gạo thôi. Thì Bùi Hồ mới vừa gọi thêm là 300kg nữa, là tổng cộng là 500kg gạo cho chùa. Thôi cô, thì cái số phần này con thay mặt cho bạn Hằng ở Mỹ bàn giao lại cho chùa mình để mình quản lý, để có thể nuôi các bé khôn lớn hai cô ha. Dạ. Tụi con muốn nói lời nào không? Dạ. Nhiều phần. Dạ. 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 Do hôm nay sư phụ có công việc bận cho nên đó là sư cô xin thay mặt sư phụ đại diện cho mấy ấm mấy em ở đây hết mấy em luôn. Thì cảm ơn cô chú, cảm ơn cô Hằng đã có bạn Hằng cô. Dạ bạn Hằng. Dạ bạn Hằng ở Mỹ. Dạ. Ủng hộ cho mấy ấm của mình, chùa của mình những cái vật phẩm để mà cuộc sống của mấy em được đầy đủ hơn. Cảm ơn cô Mạnh Thường Quân đã ủng hộ nhiều sức khỏe và sự phát triển như ý. Dạ. Dạ con cũng thay mặt cho bạn Hằng ở Mỹ
cũng như là cảm ơn cô, cũng như là các cô ở đây, cũng như là sư phụ, cũng như là các cô bếp đã với cái tình thương bao la của mình đưa các bé đến với ngôi chùa. Không những là các bé được lớn lên trong vòng tay của các cô mà còn được sự giáo dưỡng của Phật Pháp nữa. Mong rằng với cái tâm thiện lành thì các bé sẽ là trưởng thành rồi sau này sẽ giúp ích được cho đời. Cảm ơn cô rất là nhiều. Dạ, dạ cảm ơn chú. À, như lúc đầu thì Bùi Hồ có nói là mua khoảng 200 kg gạo, nhưng mà các cô nói á, vào những cái khi mà học á, các bé ở xa nhà cũng có thể lại đây dùng cơm nè. Rồi mỗi một ngày như vậy á, là ở chùa khoảng mười mấy ký gạo. Thì anh bán gạo cũng nói là gạo này cũng qua xử lý hết rồi, nên là nữ là không sợ bị ẩm mốc. Lúc đầu Bùi Hồ sợ ẩm mốc thì mua 200 thôi, sau này anh giao thêm 300 ký nữa là tổng cộng cái phần quà của bàn hàng gửi là 500 ký gạo, nửa tấn là 500 ký cô bác anh chị. Thì 300 nữa là 5,4 triệu đúng không anh? Đây em gửi cho anh đếm lại giùm em với. Dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều. Anh mua xong anh tặng cho một bịch hủ tiếu Sa Đéc. Cô bác anh chị mà có về Đồng Tháp là đi Châu Thành hay là về Sa Đéc nhớ ghé ăn hủ tiếu Sa Đéc. Dạ, một lần nữa thì cảm ơn bạn hàng rất là nhiều đã hỗ trợ những cái phần nhu yếu phẩm cho nhà chùa cũng như là những phần sữa cho các bé. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác với chị ở video clip sau ha. Rồi cảm ơn anh.